Triệu Tra Địch lợi nhiệt ba, Nhậm Gia Luân bèn xuyên cùng Trần Tiểu Vân trong phim mới làm diễn đột kích. Ngự Giao Ký chưa kịp kết thúc, Nhậm Gia Luân đã bèn xuyên cùng Trần Tiểu Vân. Phim mới làm diễn đột kích dự kiến sẽ lên sóng giữa tháng 4. Theo thông tin được các blogger tiết lộ, bộ phim hiện đại với chủ đề lính cứu hỏa làm diễn đột kích với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Trần Tiểu Vân dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 16 tháng 4 tới vào khung giờ vàng của đài truyền hình Giang Tô. Nam diễn đột kích được bắt đầu ghi hình từ tháng 6 năm 2019, kể về anh chàng Lý Khê Thành, một thanh niên vừa gia nhập đội cứu hỏa. Trước khi gia nhập đội, Lý Khê Thành là một anh hùng cứu hỏa của thành phố. Anh chàng tham gia đội với niềm tự hào vì những thành tích đạt được nhưng lại bị thực tế tàn nhẫn đánh trúng tâm lý. Để đào tạo kỹ năng và sức chịu đựng cho lính mới, đội phó đội phòng cháy chữa cháy đã là một kế hoạch đặc biệt. Sau khi trải qua hàng tá các khoảnh khắc sinh tử cùng đồng đội, cháy nhà kho, rò rỉ hóa chất, tai nạn xe và những vụ nổ hàng loạt, Lý Khê Thành nhận ra bản thân đã trở thành một người lính cứu hỏa thực thụ, đồng thời cũng nhìn thấy được những tâm hồn cao cả, những sự hy sinh thầm lặng của cộng sự. Từ đó anh quyết tâm cống hiến sức trẻ và máu thịt của mình cho sự nghiệp phòng cháy chữa cháy. Trong phim Nhậm Gia Luân vào vai Lý Khê Thành, còn Trần Tiểu Vân vào vai Ôn Diệt Băng. Đây là lần đầu tiên cả hai có cơ hội hợp tác cùng nhau. Nếu thực sự làm diễn đột kích lên sóng giữa tháng 4 cùng với Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân sẽ có đến hai bộ phim đọ sức trên đường đua. Vậy bạn có trông đợi bộ phim này không nào? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.